các em, một ngày mới lại bắt đầu rồi. Và hôm nay chị Bí Đỏ sẽ làm tập 4 của tập phim Cuộc sống búp bê Barbie và Ken. Và video hôm nay rất là đặc biệt các em, vì chị Bí Đỏ sẽ kết hợp hai ngôi nhà của búp bê Barbie lại thành một ngôi nhà. Đây là ngôi nhà thứ nhất. Ngôi nhà này có bồn tắm 2 trong 1, chị Bí Đỏ đã giới thiệu rồi. Và đây là ngôi nhà thứ hai. Ngôi nhà thứ hai này có toilet, có chỗ đọc sách và có nhà bếp luôn. Các em có thể thấy bạn Stacy đang rửa chén trong nhà bếp nè. Wow, bên cạnh đó chị Bí Đỏ sẽ kết hợp xe máy của búp bê Barbie. Wow, ngôi nhà này rất là rộng các em. Chúng ta thấy bạn búp bê Barbie đang cầm một cái máy tính, một cái laptop. Và ở dưới đây là hai bạn Chelsea đang chơi. Wow, hai bạn này có rất là nhiều đồ chơi các em. Rồi có thỏ nè, có rồng nè và có gấu nữa. Bạn Stacy đang làm gì vậy Stacy? Bạn Stacy đang cầm một cái máy sấy tóc. Bạn này chuẩn bị sấy tóc đây. Wow, ngôi nhà này có rất là nhiều phòng các em. Và bạn Skipper, Skipper, hi Skipper, Skipper đang làm gì vậy? Chào các bạn, mình là Skipper, mình đang phụ chị Barbie rửa chén. Bạn Skipper giỏi quá các em, bạn rửa chén nè. Wow, chúng ta hãy thăm nhà bếp của Skipper nhé. Nhà bếp của bạn Skipper có rất là nhiều thứ ở trên. Chúng ta có thấy ly nè, ấm nè, nồi nè, tách nè. Wow, và một cái bếp ga nữa. Ở dưới đây là một cái lò nướng oven. Chúng ta để nướng thịt, nướng bánh. Rồi, đây là những cái học tủ. Phần này chúng ta thấy một cái bàn và có những ly trà ở đây cho búp bê Barbie và Ken uống trà. Bạn Ken đâu rồi? Bạn Ken đi làm chưa có về các em? Bạn Ken hôm nay là trên đường đi làm về đó. Hai bạn này sẽ lên giường chơi nhé, đây một bạn nữa. Mình đặt tên cho bạn này là Chelsea A, bạn này là Chelsea B đi ha. Ok, cả hai bạn Chelsea A và B đều lên giường hết. Ok, Chelsea ngồi đây nha. Rồi đây một bạn nữa. Rồi, cả hai bạn này đều có đồ chơi luôn. Chúng ta mang đồ chơi cho bạn này, gấu nè, sóc nè, rồng nè và thỏ nữa. Wow, hai bạn này có nhiều đồ chơi quá. Bip bip bip. Ken về nhà rồi các em. Ken đang trên đường đi làm về. Wow, tới nhà rồi. Bạn Ken hôm nay trên chiếc xe máy của Barbie. Mọi người đâu hết rồi? Barbie ơi, Chelsea ơi, mọi người đâu hết rồi? Rồi bây giờ bạn Ken sẽ xuống xe nha. Ken đã đi làm về rồi. Barbie rất là vui Ken. Ken vào nhà và tặng cho Barbie những cái nụ hôn. Barbie ơi, anh rất là khát nước, em có thể lấy cho anh một ly nước được không? Ok Ken. Barbie sẽ chuẩn bị đi vào bếp nấu ăn. Hôm nay Ken thích nấu món gì nào? Hôm nay anh thích ăn trứng, trứng chiên và cơm. Ok, em sẽ đi vào bếp nấu nha. Rồi, bạn Barbie sẽ vào bếp nấu cơm cho bạn Ken. Bạn Ken mới đi làm về nên rất là đói bụng. Thôi, mình đi làm về mệt quá, mình ngồi xuống đây nghỉ mệt một chút xíu, trong khi mình đợi Barbie nấu cơm. Và bạn Stacy sẽ mang nước cho anh Ken. Hai anh Ken, đây là ly nước của anh đây. Cảm ơn Stacy nha. Rồi, bạn Ken đang cầm ly nước và uống các em. Wow, bạn Stacy hôm nay giỏi quá. Rồi, bây giờ chị Bí Đỏ sẽ hướng dẫn các em cách làm nồi cơm bằng đất sét lấy đồ. Chúng ta cần một cái nồi đồ chơi các em, và một ít đất sét màu trắng, đất nặng lấy đồ màu trắng để làm cơm. Rất đơn giản. Rồi chúng ta sẽ để đất lay đồ vào nồi cơm ha. Đó, chúng ta sẽ lấy một ít. Rồi các em sẽ vo lại.
Rồi chúng ta sẽ để vào nồi cơm. Wow, cái nồi cơm này nấu rất là nhiều cơm đây. À, vì ngôi nhà này có tới 6 người lận các em. Chúng ta có hai bạn chéo CAB, bạn Stacy, bạn Skipper. Rồi, búp bê Barbie và Ken. Tất cả là 6 người, cho nên chúng ta phải nấu một nồi cơm rất là nhiều. Rồi, chúng ta đậy nắp lại luôn. Wow, đậy nắp hết được luôn rồi. Đầy quá rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt lên lò. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ để lên bếp nấu nha. Tần ta đăng ta đăng. Barbie đang đợi nấu cơm các em. Bây giờ cơm đã chín rồi, bạn Barbie sẽ mang ra bàn ăn nha. À, các em phải nhìn bạn Barbie nè. Barbie đang cầm một cái nồi cơm. Wow, coi chừng nóng đó Barbie. Rồi, Barbie sẽ đặt xuống bàn. Rồi, oopsie, này cơm rớt rồi. Rồi, và bây giờ bạn Barbie sẽ tiếp tục làm trứng chiên. Ok, để làm trứng chiên chúng ta cần có bladder màu trắng và màu vàng. Chúng ta cần có hai cái dĩa để trứng chiên. Rồi chúng ta cũng sẽ vo lại tròn và để vào dĩa trước. Rồi cái trứng chiên thì chúng ta không cần phải làm tròn quá đâu. Cái trứng chiên nó ra nó sẽ không có tròn lắm. Rồi như vậy là được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ làm cái lòng đỏ trứng bằng đất sét màu vàng. Rồi chị Bí Đỏ cũng sẽ vo thành những cái viên tròn và đặt vào chính giữa. Đó, cái này giống trứng ốp la luôn nè. Một cái trứng chiên chị Bí Đỏ sẽ để đây. Và chúng ta sẽ làm tương tự cho cái dĩa này. Và đặt cái trồng đỏ trứng vào đây ha. Wow, đây một cái trứng ốp la nữa. Đó, ngon quá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục làm một cái dĩa salad đi ha. Rồi, chị Bí Đỏ sẽ dùng cái nắp ladle để làm cái dĩa. Và chúng ta sẽ dùng đất sét màu xanh. Chúng ta sẽ làm một dĩa cải salad và cà chua. Rồi để làm trái cà chua chúng ta sẽ sử dụng đất sét Play-Doh màu đỏ các em. Và các em sẽ vo lại thành như thế này. Rồi chúng ta sẽ cho thêm cà chua vào cái dĩa salad ha. Cà chua chúng ta sẽ sử dụng màu đỏ. Wow, đủ màu luôn. Rồi màu cam chúng ta sẽ vừa làm ớt chuông. Ớt chuông sẽ làm màu cam. Wow, chúng ta có đủ màu luôn. Rồi, chị Bí Đỏ sẽ làm những cái bánh nướng luôn. Wow. Và một cái cuối cùng. Yeah, cái bàn này có đủ thức ăn luôn các em. Và các em hãy quan sát đi. Rồi, đã đến giờ mọi người vào ăn thôi. Chúng ta sẽ đặt hai cái ghế vào đây. Rồi đây một cái nữa. Cái này sẽ chờ ra phía sau luôn. Chúng ta có 6 người. Ghế đây nữa. Rồi chúng ta có rất là đông người, cho nên chúng ta sẽ sử dụng cái ghế salon luôn. Rồi cái ghế này sẽ được sắp vào đây. Rồi mọi người ơi, tới giờ ăn rồi. Rồi hai bạn Jessie này thấp quá, chúng ta cho hai bạn này đứng đi. Hai bạn này đứng đây luôn đi ha. Rồi hai bạn này hình như là rất đói bụng đây. Rồi tiếp theo là bạn Stacy. Stacy sẽ ngồi xuống ghế salon này luôn ha. Skipper hôm nay rất là giỏi các em. À, giúp chị Barbie rửa chén. Rồi đến Barbie. Rồi búp bê Barbie ngồi đây được rồi các em. Rất là đẹp. Và tiếp tục bạn Ken. Bạn Ken sẽ ngồi vào đây. Bạn Ken là người to nhất trong nhà đây. Rồi chúng ta sẽ cho các bạn này ăn thôi. Các bạn này đang đói bụng đây. Rồi bạn chết gì sang salad. Oopsie, ngon quá. Hai bạn này sẽ ăn luôn. Nhum 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 nhum. Nhum 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 nhum. Oopsie, ngon quá. Bạn này luôn. Nhum 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 nhum. Video cuộc sống búp bê Barbie và Ken tập 4 của chị Bí Đỏ đến đây là hết rồi các em. Các em có thích video này không? Và còn nhiều video về búp bê Barbie, Ken, Chelsea
và tất cả các đồ chơi khác ngay trên kênh Good Morning Việt Nam. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.